kính chào quý vị và bà con. Cơn bão số 9 đã đổ bộ vào phía nam lục địa Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do vùng thấp ở gần biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì thế từ đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa. Sang tới ngày mai thì mưa sẽ lan ra nhiều hơn, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi cũng như là ngập úng ở vùng trũng, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Trong khi đó, tại các tỉnh thành miền Trung, giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực suy yếu dần, cho nên trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp khu vực, thời tiết tương đối tốt, mây thay đổi ngày nắng, có mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, chủ yếu là vào chiều tối với lượng không lớn nên không gây cản trở nhiều cho các hoạt động ngoài trời. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, cho nên có mưa trên diện rộng, có nơi có mưa vừa rải rác, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Trong ngày có lúc trời giảm mưa hửng nắng. Theo dự báo thì đợt mưa này sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Riêng tại khu vực Tây Nguyên, do liên tục những ngày vừa qua mưa xuất hiện nhiều, nên lũ trên các sông ở Kon Tum đang lên nhanh. Chiều tối nay, mực nước trên sông Đắk La tại Kon Plong chỉ ở dự mức là dưới báo động 3.2m. Tại Kon Tum là dưới báo động 3.5m, còn trên sông Poco tại Đắk Mốt, mực nước trên mức báo động 3.4m. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, gây khó khăn cho việc lưu thông và du lịch. Có thể nói trong đêm nay và ngày mai, khu vực thích hợp nhất cho các hoạt động du lịch đó chính là các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Tại đây thời tiết phổ biến ngày nắng, mưa rào chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối ở diện vài nơi với lượng mưa không lớn. Chắc hẳn với những ai yêu thích du lịch biển thì sẽ không thể nào bỏ qua vùng đất Bình Thuận. Ngay từ tên gọi, Bình Thuận đã gợi đến cảm giác yên bình, mưa thuận gió hòa cho mỗi chúng ta. Không chỉ dừng lại ở đó, nơi đây còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho rất nhiều bãi biển đẹp. Và trong số đó phải kể đến bãi biển Cổ Thạch với vô vàn những hòn đá đầy đủ kích thước. Dưới những đợt sóng và ánh nắng, cả bãi đá ánh lên những gam màu lung linh như những viên ngọc thuần khiết. Bên cạnh đó thì biển Cổ Thạch còn hấp dẫn du khách bởi những khối đá to với nhiều hình dạng gắn liền với nhiều huyền thoại ly kỳ. Có tảng đá giống con đà điểu đang trầm mình thư giãn bên hồ nước sau một chuyến du hành. Có tảng lại giống như bàn tay đang nắm lại và chỉ về một nơi xa xăm trên biển. Tiếp theo xin mời quý vị cùng tham khảo thông tin thời tiết các tỉnh thành khác trên cả nước. Khu vực vùng núi Tây Bắc từ ngày mai trời nhiều mây hơn, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy nên nhiệt giảm. Tại Điện Biên, Sapa và Tam Đảo nhiệt độ đều phổ biến từ 20 cho đến 31 độ. Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 9, các tỉnh phía đông bắc bộ trời nhiều mây, có mưa trên diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng đều có mưa vừa, mưa to và dông. Các hoạt động du lịch cần hạn chế. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày duy trì dưới 30 độ. Tại các điểm du lịch Bắc Trung Bộ như là Sầm Sơn, trời ít mưa, nhiệt độ vào khoảng 26 đến 33 độ. Phong Nha - Kẻ Bàng không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ. Và tại Huế sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Các tỉnh thành Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24 đến 32 độ. Còn Bà Nà thì nhiệt độ chỉ dao động từ 18 cho đến 26 độ. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ như Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho đến 32 độ và thấp nhất khoảng 25 đến 26 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa trên diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có lúc giảm mưa hửng nắng, song vẫn chưa thuận lợi lắm cho các hoạt động du lịch. Do mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên toàn khu vực phổ biến dưới 30 độ, riêng tại Đà Lạt nhiệt độ chỉ khoảng 17 cho đến 21 độ. Tại các tỉnh thành miền Nam, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày có lúc giảm mây hửng nắng với mức nhiệt cao nhất ở vào khoảng 30 cho đến 32 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết tại hai điểm du lịch là Côn Đảo và Phú Quốc. Tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng. Tại Côn Đảo, nhiệt độ ở vào khoảng 25 cho đến 32 độ, còn tại Phú Quốc thì nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.